nó rộng, rộng thênh thang, cảm giác lái của nó rất thể thao, cứ phải gọi là tê ra mông. Chiếc xe này sở hữu rất nhiều công nghệ thông minh. Tôi nghĩ rằng đây là ứng cử viên sáng giá cho giải xe của năm năm nay. Vấn đề mình chọn con này đầu tiên mình phải chờ để lái, vì đầu tiên nhìn cái ngoại thất nó quá là ấn tượng. Anh đi ra sân bay, anh nhìn thấy cái xe chạy ngoài đường mới đẹp, cái dáng anh rất là thích. Thế hôm nay là có người bạn là tổ chức cái chương trình này gửi tới mình thử xe. Đây là cái xe đầu tiên anh thử. Volkswagen.